trường phổ thông liên cấp chuẩn quốc tế Yuri, nơi đăng cai tổ chức cuộc thi tại khu vực Hà Nội. Team debate được đánh giá là phần thi khó nhất của cuộc thi này. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa vào các nhóm cùng tranh luận về các chủ đề. Cuộc thi này mình có thể thu lại được những kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng tra cứu tài liệu, làm sao để có những tài liệu chính xác nhất và tra cứu nhanh nhất, và có kỹ năng nói cũng như kỹ năng viết. Các con dùng những cái tầng tri thức nó phải sâu hơn để đưa ra lập luận, nó phải đánh cục được cái lập luận của đối phương để mà giành chiến thắng trước đội bạn. Qua cái cuộc thi này mình thấy là hoàn toàn các con học sinh Việt Nam có thể bước ra những cái sân chơi lớn. Chủ đề chính của cuộc thi năm nay là một thế giới đổi mới. Các thí sinh thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, huy động tổng hợp kiến thức khoa học và công nghệ, lịch sử, văn học, nghệ thuật và âm nhạc và những lĩnh vực khác. Trường chúng tôi tổ chức câu lạc bộ Cúp học giả thế giới sau giờ học. Ở đó, chúng tôi khuyến khích học sinh suy nghĩ, ứng biến, thể hiện tính lãnh đạo, sáng tạo và tư duy phản biện. Đó là những yếu tố chúng tôi mang vào từng lớp học để học sinh có thể tự suy nghĩ, bày tỏ và bảo vệ ý kiến của mình về những vấn đề xã hội, đạo đức và công bằng, để các em có thể thực sự phát triển thành những cá nhân hội nhập tốt với xã hội hiện đại. Một số kết quả của thí sinh đã có thể cạnh tranh được với những kết quả chúng tôi thấy ở Singapore, Đài Loan hay Thượng Hải. Bước nhảy vọt của học sinh Việt Nam hiện nay là kỹ năng tranh biện, kỹ năng viết và kỹ năng truyền tải ý tưởng. Đó cũng chính là những kỹ năng mà học sinh Việt Nam cần tiếp tục tập trung đầu tư hơn nữa để tiếp tục vòng thi quốc tế. Những sân chơi trí tuệ như thế này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, nhận ra ưu và nhược điểm của mình. Các em chinh phục các thử thách cùng nhau.